Ok, chào tất cả các bác nhé. Chào mừng các bác đã quay lại với Sinh Audio. Hôm nay em lên cho các bác một con đẩy nghiền vang. Con này nói thật các bác là nó vô cùng hay, rất chi là hay và đầy đạn luôn nhé. Con này có mã là tên của nó là EIM RMA280, đẩy nghiền vang. Nó có đầy đủ các chức năng chỉnh mic này, chỉnh mic equalizer này, cái này là chỉnh mở bên phần mic này, đây là mic control này, đấy, chỉnh cắt này, bass này, gain này, hai gain nữa, hai kênh này, mic 1, mic 2 này, check này và hai cắt này là chỉnh cái phần check ấy, phần cao thấp này, đại khái là check. Đây là chỉnh center này, đây là chỉnh sub này. Hai cái con này thì là nó sẽ không dùng này, nó chỉ dùng mỗi cổng center thôi vì nó có một kênh center mà. Đây là phần music này, equalizer này, cũng là chỉnh. Đây là cái giải bass này, đây, đâu hai cái này giải bass này, hai cái này giải trung này, và ba cái này giải check này. Đấy, đại khái nó thế. Đây là phần chỉnh volume của mic và đây là volume của music của nhạc. Đây là các cái phím mic modern này, mic music modern này, để các cái phím để điều khiển các cái chế độ, kiểu là chế độ của mic và chế độ của nhạc. Về phần nội thất này, nó sử dụng một cái nguồn này, các bác xem nguồn cực kỳ to luôn. Em lấy nguồn to này, đây nguồn của nó là 15 phân, rất trông nó rất chi là đẹp và xịn sò luôn nhá các bác nhá. Dây đồng rất lớn. Tụ các bác nhìn xem này, phẳng đét luôn. Đấy, không có một tí nào lồi lõm luôn nha. Tụ cao bằng máy, tụ cao bằng cái nguồn. Nó cao có, tụ là 100V này và 10.000 mi. Thấy chưa các bác? 100V và 10.000 mi cơ. 6 quả rất to. Đấy, các bác nhìn cả cái mạch chống hú này. Đây là bo chống hú này, bo chống hú của nó nhé. Và các cái mạch chỉnh vang của nó rất chi là đầy đặn. Đây là toàn bộ này là khu vang chống hú của nó. Thấy chưa? Rất chi là đầy đặn và nhiều các cái linh kiện này. Các bác nhìn xem linh kiện, nó còn xóa cả tên này, nên các bác biết độ zin của nó như nào đấy. Nói chung là đã xóa tên này rồi để mà nó đã chết thì khẳng định các bác là rất khó tìm để tìm con IC nào đúng như này. Đây này, toàn bộ nó xóa hết tên rồi này. Được chưa? Đấy, hàng tàu nó phải làm rất chi là cẩn thận và kỹ lưỡng. Còn đây là khối công suất của nó. Đấy nha, toàn bộ khối này khối công suất. Khối công suất nó sẽ cho ra 3 đầu ra và trang bị mỗi kênh của nó là 6 này. 6 sò Toshiba và hai con, một con này là bù áp. Đấy chưa? Là hai kênh chính và kênh center nó sẽ đánh có hai con thôi, một con này, hai con này. Đấy, center có nghĩa là con hai kênh chính này đánh cho các bác, bao cho các bác đánh một cặp 30, hai kênh chính này đánh một cặp 30 thoải mái này, hoặc một cặp 40 cũng vô tư, được chưa? 40 con 76 thoải mái nhé. Và kênh center nó sử dụng hai sò thì đánh một chiếc 25 thôi, một chiếc 25 thôi nha các bác nhé. Mạch miếc thì rất chi là sạch sẽ, rất chi là sạch sẽ luôn nhá, và sáng bóng như mới. Đấy, các bác nhìn sáng bóng như mới luôn nhá, các bác thấy chưa, rất đẹp luôn. Đây là cái phần về mic của nó. Mic nó sẽ sử đưa ra dây, nó sẽ nối vào đây. Đây là toàn bộ là cái bo xử lý mic và chống hú và vang, nó nằm ở đây. Còn về mặt sau của nó đây, các cổng mic này, đây là đầu vào này. Đấy. Còn các cái này thì đầu vào video, đầu ra video, nói chung là không cần thiết. Đây là đầu vào, cái khu này khu đầu vào nhá. Đây là khu mic, các cái chồng chỉnh volume của mic này, 1, 2, 3 đấy nhá. Đấy, còn đây là nơi tản nhiệt, đây là đầu ra, đây vẫn còn cả tem của nó, EIM RMA280 này, đấy nhá. Đây là đầu ra, đây là hai kênh chính này và một kênh center. Các bạn nhìn này, kênh center
đấy, center out này, left right này, trai chưa, đầy đủ cho các anh nhá. Con này em đang bán là 4 triệu cho các bác nhá. Đấy, bây giờ em bật thử lên này. Giữ nè, đóng tay rồi nhá. Nghe bình thường nhá. Các bác có thể dùng tu vít nhỏ. Các bác có chỉnh thế này. Đây là giải chép này. Xuất vì cực kỳ lớn luôn. Rồi, anh em nào có nhu cầu thì liên hệ số điện thoại 0398 192 198 nhé. Cảm ơn tất cả các bác nhé.